giới thiệu các bạn là đây hai chị em sinh đôi nhá, trông như hai giọt nước luôn, gọi là tấm cám cũng được. Hai cháu là tên là con gái nha, và trông thì trông như thiếu nữ nhưng mà không phải đâu nhá, các cháu vẫn còn rất là bé, cháu mới có 3 tháng, hơn 3 tháng xíu rồi. Đấy, chân dài, form dáng body, đấy, đuôi cùng vót đẹp rồi. Đây mặt này, mắt mõm thắt mắt sáng rất đẹp luôn. Đấy, em mời ra đây này. Đây, hai con đều xoáy kiếm, hai con đều xoáy kiếm đuôi cùng. Phải kiếm đôi cung rất là đẹp. Tầm này thì thông thường thì tôi nuôi cún hai cái tầm này, bắt đầu là bóp nó vào cho nó về cái body con chó nó đẹp. Trông thì như này thôi nhưng mà không gầy đâu, người con chó nó lẳng là, nó người con chó nó lẳng là chắc chắn, rất là khỏe. Em hả? Đây. Đây. Đấy. Con này thì leo trèo gớm, con này này, con này leo trèo thì gớm ghê luôn. Đấy. Các cháu trông thì như kiểu con gái nhưng mà không xưa, các cháu rất còn rất là bé, bây giờ tầm khoảng độ chắc được 5 cân, xích xích 5 cân gì đó. Đấy. Em ơi, xoáy kiếm, con là hai con này vặn vàng thưa nhá, vặn vàng thưa, con này hai con này da phả rất là khủng, da phả khủng long luôn, con nào đuôi cùng rất đẹp, đuôi dài linh hoạt mềm, trông như hai chị em sinh đôi. Cháu tên là Đái Ngồi nhá. Đôi chó rất là thông minh, nhanh nhẹn. Hai chị em nhưng mà rất là hay chành chọe nhau. Đôi chó cứng cáp lắm rồi. Bọn này đã tiêm phòng 3 mũi rồi nhé, tiêm phòng 3 mũi rồi. Rồi, ok. Nó quấn chân. Không đánh nhau nha. Thích.